Ngay từ hôm qua, người dân khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã cảm thấy mệt mỏi khi nắng lên mạnh. Nhiệt độ lúc 13 giờ đồng loạt ở mức từ 33 đến 36 độ. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay 16 tháng 5, nhiệt độ được dự báo có thể tiếp tục lên mức 37 độ và gây cảm giác khó chịu cho người dân. Tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất vào ngày hôm nay là 37 độ, tăng 1 độ so với ngày hôm qua. Mức nhiệt này sẽ duy trì phổ biến tại khu vực này đến tận đầu tuần tới. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Vì vậy, người dân đi ra đường phải trang bị thêm áo chống nắng, mũ nón hay kính để tránh rơi vào tình trạng sốc nhiệt. Theo các chuyên gia, so với trung bình nhiều năm, đợt nắng nóng đầu mùa năm nay đến khá muộn. Những nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt là Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội. Các vùng núi từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ có thể đạt từ 37 đến 38 độ. Các khu vực còn lại sẽ phổ biến từ 35 đến 37 độ. Dự kiến đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ giảm nhiệt từ ngày 20 tháng 5 ở Bắc Bộ và từ ngày 21 tháng 5 ở Trung Bộ và có thể kết thúc khi có một đợt không khí mát từ phía Bắc ảnh hưởng tới nước ta, gây mưa rào và dông trong nửa đầu tuần sau, khoảng từ 23 đến 24 tháng 5.